19. Lộ trình vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh có dụng công nơi Kinh Kim Cang. Cửa thứ nhất, tâm cảnh không dính nhau. Tánh người của cụ đối diện là tiếng động, hoặc cảnh hay vật mình đang thấy, tiếng mình đang nghe, hoặc cảnh vật mình đang thấy, phải nghe hoặc thấy như sau. Biết mình đang nghe hoặc thấy. 1. Biết mình đang nghe tiếng lớn, tiếng nhỏ, trầm hay bổng, vân vân, hoặc biết mình đang thấy màu sắc dài ngắn, cao thấp, vân vân. Thấy nghe này nó còn nằm trong tánh Phật. Nếu cụ tập được như vậy, đã vượt được qua cửa thứ nhất là tâm và cảnh không dính nhau, mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đã giải thoát được phần thứ nhất rồi. Trong Thanh Tịnh Thiền Đức Phật dạy tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Cửa thứ hai, độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ. Khi đã vượt qua được cửa thứ nhất rồi, sẽ đến cửa thứ hai. Người tu được đến cửa thứ hai này, tự nhiên nghe rất nhiều tiếng âm thanh hay hình ảnh từ trong tàng thức của mình đổ ra. Dù có dụng công ngăn nó cũng tự động tuôn đổ ra. Vì sao vậy? Vì những thứ vọng tưởng của cụ, trước kia lúc nào cụ cũng liên tục nhồi nhét đem vô tàng thức, nơi miệng cửa tàng thức như có cái hút chận bít lại vậy. Nên những thứ trong tàng thức mà cụ đem vào trước kia, nó không tuôn đổ ra được. Nay cụ tu thanh tịnh thiền, tức cụ không đem vào trong tàng thức nữa, nên miệng cửa của tàng thức được trống. Do đó, những thứ mà trước kia cụ đem vào, nay cửa tàng thức được mở, nên những thứ trong tàng thức tự động tuôn đổ ra. Khi trong tàng thức của cụ được trống sạch, cái kho tàng thức này nó biến thành là cái kho thanh tịnh. Đức Phật dạy cái kho thanh tịnh này là Như Lai Tàng, tức cái kho thanh tịnh tự nhiên. Cửa thứ hai này trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Trong cái kho Như Lai Tàng này, duy nhất chỉ còn chứa hai thứ, một công đức, hai phước đức. Công đức, nó nằm trong da, thịt, gân, xương, tủy não của cụ. Vì vậy, khi cụ vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nó được điện từ quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh chiếu soi, nó liền biến thành là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra trong tam giới này. Cũng nói cho cụ biết, công đức không sử dụng trong thế giới vật lý này được. Vì sao vậy? Vì công đức nó dính chặt trong thân cụ nên không sử dụng theo luân hồi được, chỉ để sử dụng cho pháp thân thanh tịnh mà thôi. Phước đức nó đi theo cụ như hình với bóng, nên phước đức này chỉ sử dụng trong luân hồi thôi, tức để tạo ra những vật chất. Vì vật chất nên phải đi theo chiều thành, trụ, hoại, diệt. Khi cụ vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà phước đức của cụ sử dụng trong tam giới còn lại, số phước đức còn lại này nó tự biến thành là công đức để bổ túc cho pháp thân thanh tịnh của cụ. Cửa thứ ba, vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Vì là theo lộ trình bể tánh thanh tịnh Phật tánh nên bắt buộc phải đi qua cửa Hải Triều Âm. Cửa Hải Triều Âm là nơi phân cách giữa bể tánh thanh tịnh Phật tánh bên trong, còn bên ngoài là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương. Vì là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương nên khó có ai vượt qua được. Ngày xưa Đức Phật dạy, nơi vật lý âm dương là do ma vương cai quản. Còn ngày nay chúng ta hiểu là do lòng ham muốn của con người nên khó có ai vượt qua được sức hút này. Vì sao ít người vượt qua được? Vì bất cứ ai đã mang tánh người rồi, trong tánh người có đến 16 thứ chấp, cộng thêm trong tánh người bị bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa, thử hỏi làm sao buông bỏ được. Vì vậy, vị nào tu theo pháp môn thanh tịnh thiền bắt buộc phải có 3 phần đại duyên, đại phúc và đại kiên trì như sau.
1. Đại duyên với pháp môn thiền tông học này. 2. Đại phúc gặp được vị thiện tri thức. 3. Đại kiên trì một lòng muốn giác ngộ và giải thoát thì mới mong có kết quả được. Cụ có được ba yếu tố nói trên, khi rời thế giới vật lý này, tự động được điện từ quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh hút kho Như Lai tạng của cụ qua cửa Hải Triều Âm. Tức khắc, cái kho Như Lai tạng liền biến thành là pháp thân thanh tịnh. Những thứ của ý trong Phật tánh ẩn vào pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này ở trong bể tánh thanh tịnh được gọi là Phật. Vì trong bể tánh thanh tịnh có quá nhiều Phật, vị Phật nào có lời nguyện lập quốc để giúp cho người khác thì có tên, còn vị Phật nào không phát nguyện mà ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh được gọi là Phật thôi. Còn Phật nhỏ hay Phật lớn tùy theo công đức của vị ấy đã tạo ra trong tam giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rõ như sau: vị nào tu đúng pháp môn thanh tịnh thiền mà được vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nếu có phát nguyện lập Phật quốc ở đâu trong càn khôn vũ trụ này, thì vị ấy sẽ tự tạo cho mình một Phật quốc riêng. Như Đức Phật A Di Đà có lập ra một cõi nước của Ngài được gọi là Tịnh Độ. Vì sao Ngài gọi là Tịnh Độ? Vì người tu pháp môn này, tâm vật lý của mình phải thật sự tự nhiên thanh tịnh thì mới vào nước của Ngài được. Sau này, các vị thầy muốn dụ dỗ những người ham vui, ham sung sướng về đây ở, nên gọi là nước của Ngài là Cực Lạc, tức cực kỳ vui sướng. Phần nước của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy tu như sau: hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Tức nhìn thấy mà tánh thấy được tự nhiên thanh tịnh, đó là Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn là thanh tịnh. Vì thanh tịnh nên không sanh và không diệt. Khi người nào tu vào được bể tánh thanh tịnh, những công đức mà mình đã tạo ra trong tam giới, nó biến thành là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh gồm có: 1. Vô lượng thọ. 2. Vô lượng quang. 3. Vô lượng công đức. Do đó, hiện nay vị nào đại phúc được truyền bí mật thiền tông, vị đứng ra kiểm thiền phải hỏi vị đó coi có thật sự đạt được một trong ba phần thanh tịnh như dưới đây thì mới được truyền, gồm: 1. Khi tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, phát ra thơ hay kệ. 2. Cảm nhận được cái thanh tịnh thật rõ ràng của một trong các căn. 3. Cảm nhận được cái thanh tịnh thật rõ ràng của thân. Thì vị kiểm thiền mới được phép ký vào giấy chứng nhận là vị đó đã đạt được bí mật thiền tông và cung cấp cho vị này tất cả những lời dạy của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông thật tuyệt này. Vì chỗ quá tuyệt mật nên Đức Phật có dạy tại cửa thứ ba này: một vạn người tu đến đây, họa may chỉ có một người qua được thôi. Đây là con số chúng tôi nói nhiều, chứ sự thật mấy tỷ người trên trái đất này có bao nhiêu người biết lộ trình đến Phật tánh, chứ đừng nói chi đến cửa Hải Triều Âm. Hiện nay ai có đại phúc mới được truyền bí mật thiền tông? Khi vị nào được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mới hiểu bốn câu kệ mà Đức Phật dạy. Khi vào bể tánh được rồi, những việc trong tánh Phật làm mà thôi, trí thế tự nhiên tách rời, trở về vật lý luân hồi tử sanh. Chúng tôi xin nói rõ, vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh chỉ có hai hạng người dưới đây vào được thôi. Hạng người thứ nhất, người có đại duyên, đại phúc, đại hạnh, đại nguyện, đại tinh tấn, đại trí tuệ mới vào được. Trong thiền tông học gọi là đốn ngộ, tức ngộ nhanh. Vì vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy như sau: nhận được tánh Phật thì mới vào bể tánh được. Hạng người thứ hai, người có trung duyên, trung phúc,
trung hạnh, trung nguyện, trung tinh tấn, trung trí tuệ, phải tu tiệm, tức tu từ từ, cũng vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, gọi là tu theo thứ lớp. Đức Phật dạy, hạng người thứ hai này phải tu như sau. Hạng người này phải hành thiền theo lộ trình mới vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Người này phải biết cho thật rõ, phải hiểu cho thật thông, phải hành cho thật đúng thì mới vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Nhưng người này phải tìm cho được vị thiện tri thức, biết rõ pháp môn thiền thì mới thành công được. Tuy nhiên, Đức Phật có dạy phân nửa hạng người này còn thích trầm luân, nên có bài kệ như sau. Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi, lúc lên chót vót tận trời cao, cõi trời. Khi chui xuống tận lòng đất đỏ, địa ngục, tưởng rằng cao tột ấy là vui. Xuống tận lòng đất ấy là khổ, khổ vui, vui khổ kẻ ngu đần. Bỏ vui, bỏ khổ là hơn người, khi nghe được tiếng vang rền nổ. Ngộ tánh qua nhĩ căn, xé nát màn đêm đã thấy đường. Đường về quê cũ không xa lắm, bởi tại lòng ham chẳng chịu về. Ham mê vật chất mới lê thê, đường trần rong ruổi đi đi mãi, lường gạt với nhau để kiếm danh. Vì vậy người này không giải thoát, muôn đời ngàn kiếp phải trầm luân. 20. Hỏi hành thiền. Cụ Mạc Thiên Ánh sinh năm 1939, 71 tuổi, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: Tôi đọc trong cuốn Những câu hỏi về Thiền Tông, người tu theo Thiền Tông không cần qua thứ lớp, sao ở đây dạy phải hành qua thứ lớp để vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh? Trưởng ban trả lời: Tu theo Thiền Tông chánh gốc của Đức Phật dạy hoặc của các vị tổ sư thiền thì không cần áp dụng lộ trình hành thiền và Phật tánh. Vì sao vậy? Vì các vị tổ sư thiền là những vị đầy đủ công đức và phước đức lớn, nên các ngài vừa nghe pháp môn Thiền Tông này, các ngài giác ngộ ngay, không cần làm bất cứ thứ gì. Còn tu Thiền Tông mà áp dụng lộ trình hành thiền để vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, đây, chúng tôi muốn trợ giúp và chỉ cho những ai thật sự tu theo đạo Phật mà ít phước, công đức không nhiều mà cũng một lòng muốn tu để giác ngộ và giải thoát, nên phải tuần tự chỉ theo thứ lớp, nên chúng tôi hướng dẫn như nói trên. Cụ Ánh hỏi thêm, tôi đi nhiều nơi, nhưng không nơi nào chỉ lối tu đặc biệt này. Trưởng ban trả lời, đây không phải là đặc biệt, mà trong các kinh điển Đức Phật có dạy rất nhiều, nhưng không ai chịu tu. Vì sao họ lại không chịu tu? Vị nào dám tu pháp môn tu Thiền Tông học này, là vị đó phải thật sự đại gan dạ mới dám tu. Vì sao phải đại gan dạ? Vì pháp môn Thiền Tông học này là không dính mắc với vật chất, hay nói rõ là không dính với tiền tài, danh lợi hay địa vị. Đồng nghĩa, vị nào tu theo pháp môn Thiền Tông học này phải noi gương theo Đức Phật thì mới tu được. Noi theo Đức Phật là sao? Đức Phật từ bỏ giàu sang để đi tìm đường giác ngộ và giải thoát. Còn ai tu mà đi tìm tiền, tìm danh và tìm địa vị? Ba thứ này là thứ làm cho người tu dính cứng vào thì làm sao giải thoát được. Đã vậy mà còn bày vẽ thêm để dụ nhiều người đến nghe để kiếm tiền thì làm sao dám tu pháp môn Thiền Tông học này? Trong Huyền Ký Đức Phật có dạy rõ ba phần như sau. Phần 1. Pháp môn Thiền Tông học này chỉ dành riêng cho những vị tổ sư thiền truyền nhau mà thôi. Phần 2. Vào đời tổ thứ 33, pháp môn Thiền Tông học này chỉ được nói ra 1/10 thôi. Ai cần giải thoát thì vị tổ này nói riêng cho người đó. Phần 3. Vào đời Mạc Thượng Pháp, pháp môn Thiền Tông học bùng lên nơi nào,
vị nắm được mạch nguồn thiền tông chỉ được phép nói cho 5 hay 7 người biết thôi, rồi cũng phải lẩn tránh ngay. Vì sao vậy? Vì pháp môn thiền tông học này là cực dương, tức cực mạnh, phá đi bất cứ người tu nào dính cứng trong vật lý. Do vậy, người tu dính cứng trong vật lý có quyền thế nữa, thì người phổ biến pháp môn này hãy coi chừng thân mạng mình. Vì quá nguy hiểm đó, nên người phổ biến pháp môn thiền tông học này bắt buộc họ phải lẩn tránh. Cụ Ánh lại hỏi thêm, người tu dính cứng trong vật lý thì không nói làm chi, còn người tu muốn giải thoát, pháp môn thiền tông học này tu rất dễ dàng, sao không ai làm theo? Trưởng ban đáp, câu hỏi của cụ rất khó trả lời, tuy nhiên để cụ được rõ thông, chúng tôi xin đưa ra 5 lý do như sau khiến con người không thích tu theo pháp môn thiền tông học là vì: 1. Họ có quá nhiều máu nô lệ trong người. 2. Họ rất sợ thiên nhiên và cái mênh mông của vũ trụ. 3. Họ thích làm tôi tớ cho người khác. 4. Họ thích nghe lời ngon tiếng ngọt của người khác. 5. Họ quá tham lam nên bị người khác lừa và hứa những cái không kiểm chứng được. Những hạng người này, họ không dám trực diện với những người có kiến thức khoa học. Họ muốn bỏ ra một số tiền làm việc này, việc nọ để được cái lợi gấp 5, 70 lần công sức của mình bỏ ra, vân vân. Vì 5 cái căn bản nói trên, nên con người không thể nào dám tu pháp môn thiền tông học này là vậy. Cụ Ánh hỏi tiếp, ban đầu Phật tánh ở trong bệ tánh thanh tịnh, cớ sao bị luân hồi? Trưởng ban trả lời, câu hỏi này cũng thuộc hàng hóc búa. Đầu tiên, Phật tánh ở trong bể tánh thanh tịnh, nhưng vì thấy trong tam giới rất lạ, nên bước qua cửa hải triều âm, vào trong tam giới xem thử, bị sức hút âm dương trong tam giới kéo đi luân hồi. Giống như người đứng trên mặt biển, thấy dưới nước biển có quá nhiều cá và san hô, nhảy xuống xem thử mà còn muốn thu gom về nhiều cho mình nữa, do vậy không trồi lên mặt biển được. Trong số này, có rất nhiều người muốn trồi lên mặt biển mà lại không chịu buông bỏ san hô ra. Như vậy, cụ thấy người này như thế nào? Cụ Ánh đáp, người này là đồ điên. Trưởng ban nói, người tu muốn giải thoát hiện nay là như vậy đó. Tu giải thoát mà cứ ôm vật chất nhiều về mình, rồi đi cầu người này, khẩn người nọ giúp mình giải thoát. Những người này đâu khác những người ở dưới biển. Cụ Ánh lại hỏi thêm 2 câu. 1. Tu thanh tịnh thiền sao không được dụng công? 2. Trong bể tánh thanh tịnh cũng có động, sao không bị luân hồi? Trưởng ban đáp, câu 1. Tu thanh tịnh thiền không được dụng công là nguyên do như sau. Phật tánh trong mỗi con người, nó bị 16 lớp của tánh người bao phủ. Tánh người là do âm dương cuốn hút luân hồi. Do vậy, tánh người luôn lúc nào cũng phải suy nghĩ. Cái suy nghĩ này là tự nhiên của tánh người. Muốn không bị luân hồi phải làm sao? Muốn hết luân hồi thì đừng suy nghĩ hay dụng công gì hết. Vì khi dụng công hay suy nghĩ gì thì chông gai trong tánh người nhô ra. Nhờ vậy mà dòng điện âm dương trong luân hồi nó mới kéo đi được. Vì nguyên lý này, Đức Phật dạy tu thiền tông không dụng công là vậy. Câu 2. Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có động mà không bị luân hồi là lý do như sau. Không có vật chất, không có điện từ âm dương mà chỉ có điện từ quang. Điện từ quang dù có rung động ở cỡ nào cũng không làm giấy đục trong bể tánh được. Vì sao vậy? Vì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh không có tứ đại, nên không có gì làm cho bể tánh thanh tịnh Phật tánh mất thanh tịnh được. Ví dụ theo vật lý cho cụ hiểu, như 2 ly nước, 1 ly là ly nước trong không có đất bùn, 1 ly là ly nước bùn được lắng trong. Cái ly có bùn động thì nước mới đục,
Còn cái ly nước trong không bùng, dù có động như thế nào thì nước cũng vẫn trong. Vì nguyên lý này, Đức Phật dạy tu thiền tông là không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý, mà chỉ cần để tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh và hằng biết là đủ. Vì sao tâm vật lý của mình thanh tịnh mà giải thoát? Chỗ này là chỗ bí mật của thanh tịnh thiền. Ít có người nhận ra chỗ tuyệt mật này, nên từ vô lượng kiếp đến nay, ai ai cũng dụng công huân tập đủ thứ vào trong tâm vật lý của mình. Đức Phật dạy, tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Chúng tôi xin phân tích và nói rõ chỗ này thì cụ mới hiểu được. Người không hiểu thanh tịnh thiền của Đức Phật dạy, nên dạy người khác phải dụng công bằng tâm vật lý. Đồng nghĩa, mỗi khi dụng công là chông gai của sự dụng công nhô ra. Do đó, vòng xoay của điện từ âm dương nó vướng vào chỗ chông gai đó, nên kéo cái dụng công hay suy nghĩ của người tu đi theo chiều sinh diệt của luân hồi. Còn người tu thiền tông mà không dụng công, nhưng luôn lúc nào tâm vật lý cũng thanh tịnh rỗng lặng và hằng tri, thì làn sóng điện từ âm dương đang duy trì cơ thể con người không bám vào tâm vật lý được. Nhờ đó, những thứ ở ý, ở trong Phật tánh mới hiển lộ ra. Ai biết và thực hiện được nguyên lý này được thành công rồi, thì cái gì của vật lý nó đi theo dòng sinh diệt của vật lý, cái gì của Phật tánh nó hiện ra rõ ràng. Vị nào thực hành thành công, dù có khi khởi nghĩ điều gì, cũng là khởi nghĩ trong cái thanh tịnh. Nhờ nguyên lý này mà chư Phật giao tiếp với nhau bằng những thứ của thanh tịnh. Do vậy, các ngài có động cũng là động trong thanh tịnh tự nhiên, không liên quan gì những thứ trong vật lý âm dương. Người tu đạt được như trên, họ biết được cái nào thật, cái nào giả. Biết được như vậy rồi, họ muốn sử dụng cái chân thật cũng được, hay sử dụng cái giả cũng được. Đây là chỗ kỳ đặc của người tu theo thiền tông. Họ không dùng hình thức bên ngoài, vì họ đã biết các cái chân thật trong tánh nên sống với các cái tánh ấy. Vì họ đã biết được như vậy, họ muốn sử dụng tánh nào cũng được. Giống như ở thế gian, họ tạo cho mình một ngôi nhà vừa ý, muốn ở trong nhà cũng được, hay đi ngao du sơn thủy cũng được. Người thật sự tu đến đây phải vô ngôn, tức không lời để nói. Chính chỗ này Đức Phật dạy là không lập văn tự, vì không có văn tự nên không ghi vào trong kinh được. Cũng từ chỗ này mà câu giáo ngoại biệt truyền mới xuất phát từ đây. Vị nào chưa nhận ra phần này nên tưởng tượng ra dạy người khác, nói đông phải hiểu tây. Đây là lầm lẫn của nhiều người hiện nay. Chúng tôi xin nói rõ, ngày xưa Đức Phật sống được với cái thanh tịnh của Phật tánh của chính Ngài, nên những lời chửi của những thầy Bà La Môn không dính với Đức Phật là nguyên lý này. Con người thật sự đạt được thanh tịnh phải có bốn phần như sau. 1. Về thân, cảm nhận như không có thân mình, nghe ăn vui rất kỳ lạ. Khi đi, chân như không chạm đất, khi nằm, thân như không chạm giường, khi ngồi, thân như không chạm ghế, khi ngủ, thấy cảnh mộng hoàn toàn sáng suốt, vân vân. 2. Về tâm vật lý, thấy trước kia hay phân biệt, nay cái phân biệt tự nhiên không có, mà chỉ thấy ở trạng thái không dính vào ngoại cảnh, cảnh vật là cảnh vật, tâm không duyên theo. 3. Nghe, trước kia nghe hay phân biệt, nay cái phân biệt của tánh nghe không có, mà chỉ nghe ở trạng thái không dính vào tiếng động, nghe thông suốt và xa xăm. 4. Biết tri, biết những việc xảy ra trước mắt rõ ràng và tường tận, thấu đáo, không lầm lẫn như trước kia. Trên đây chúng tôi chỉ về thân tứ đại, tánh thấy, tánh nghe, tánh pháp, tánh biết là cái dụng của ý trong tánh. Đức Phật nói gọn chỗ này là Phật tánh. Người phàm phu không biết nên gọi chỗ này là linh hồn,
còn nói theo cái biết của vật lý là tâm thức. Trưởng ban nói với cụ Mạc Thiên Ánh: "Cụ nên cố gắng, đây là dịp may cho cụ, không phải ai cũng chỉ tường tận như vậy. Cụ có chí lớn tu theo thiền tông, không cần phải đi theo lộ trình hành thiền. Cụ chỉ cần cố gắng trực nhận ra Phật tánh của chính mình và sống trong Phật tánh ấy là đủ. Cuốn sách nhỏ này chúng tôi viết ra chỉ dành riêng cho những ai muốn tu theo thiền tông mà không đủ khả năng trực nhận Phật tánh của chính mình, nên chúng tôi mới dẫn đi theo lộ trình vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Trên lộ trình này bắt buộc phải có những hiện tượng xảy ra, chúng tôi xin chỉ cho cụ thật rõ từng hiện tượng một cho cụ hiểu để không bị sai lầm. Hiện tượng thứ nhất của tâm vật lý, khi các căn bên trong và trần cảnh bên ngoài của cụ không dính nhau, sẽ có một khoảng trống giữa tâm và cảnh. Do đó, các thứ của cụ chứa trong tàn thức của tánh người từ vô lượng kiếp đến nay, nay có khoảng trống, nên các thứ nói trên nó tuôn đổ ra những thứ thanh cao hay phàm tục. Nếu cụ biết được chỗ này, những thứ tiếng hay hình ảnh đó nó tuôn ra bao nhiêu kệ nó, vì nó ở trong tàn thức tánh người của cụ từ ngàn xưa đến nay. Trước kia, cụ mỗi ngày cứ đem vào, nên nó được nén vô trong tàn thức của cụ. Các thứ trước cụ đem vào nó không tuôn ra được, nay cụ không đem vào nữa, tức cái cửa của cụ nén đó được trống, tự nhiên các thứ trước đây cụ đem vào nó tự động tuôn đổ ra. Nên cụ nghe tiếng ai dạy đạo lý rất hay, những tiếng bình thường trong phàm trần, những tiếng của các vị thần, thánh, ma, quỷ, kể cả tiếng của những vị Phật hay Bồ Tát nữa, vân vân. Hiện tượng thứ hai của những gì tại bờ ngăn cách của hải triều âm, về hình sắc, cụ thấy mênh mông như sương, như khói hay vạt nước bao phủ, rất nhiều màu sắc, rất kỳ đặc, không thể diễn tả được. Về âm thanh, cụ nghe tiếng ầm ầm như thác đổ hay tiếng sóng vỗ mạnh của biển cả, Đức Phật gọi là bờ ngăn cách của hải triều âm. Đây là âm thanh ảo của tiếng trong vật lý âm dương đánh vào bờ ngăn cách giữa sanh tử và vô sanh. Nếu cụ không biết rõ phần này thì không thể nào dám vượt qua được. Đến đây, cụ chỉ cần một mái động thật nhỏ là sợ, tức khắc cụ bị cuốn ngay vào vòng sanh tử luân hồi. Ngày xưa, Đức Phật tu đến đây là đến ngưỡng cửa để bước ra khỏi tam giới. Ma Vương biết nên Ma Vương bày ra đủ thứ để phá Đức Phật. Đức Phật biết nên Ngài vẫn để tâm thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, mà trong kinh điển gọi là cây cung thiền định thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ bát nhã. Ma Vương không làm gì được, đành chịu thua Đức Phật. Còn hiện nay, hình bóng Ma Vương đâu không thấy, mà chỉ thấy các vị đóng vai trò ông này, bà kia để ngăn cản người thoát ly sanh tử như: một, xưng mình là ông thánh sống để mọi người đến dạy. Hai, xưng mình là ông thầy đắc đạo để nhiều người đến kính lễ. Ba, đặc biệt, nhiều người nói mình dụng công hành thiền như thế này, tu thiền như thế nọ, nói là mình đã nhận ra Phật tánh của chính mình. Ai muốn học, họ sẽ dạy cho. Mục đích chính của những người này là muốn người nào tu theo họ, đóng góp tiền cho họ để họ làm của riêng tư. Chúng ta nhìn kỹ xem, có nhiều vị có đến mấy ngàn đệ tử, chữ giác ngộ còn chưa biết, thì những phần cao hơn họ làm sao biết được. Trong huyền ký của Đức Phật có dạy rõ, các hạng người nói trên là thay thế cho Ma Vương đó, cụ phải thông suốt, kẻo lầm những người này. Hiện nay, những người thay thế Ma Vương sống được là họ nhờ những người ngu khờ đến cầu xin họ. Số người này hiện nay rất đông. Còn người tu theo thiền tông, nếu đã đến được đây rồi, nên biết được nguyên lý của nó, học theo gương của Đức Phật thì mới mong vượt qua được.
Khi bước qua được rồi, liền thấy, nghe, pháp, biết những thứ trong Phật tánh, không cần phải ai chỉ. Tuy nhiên, để giúp cụ thông suốt trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cụ hãy nghe lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau. Khi vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, khi nghe, tự nhiên trùm khắp, khi thấy, tự nhiên trùm khắp. Khi muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng trùm khắp. Cái hay biết của ba thứ trên cũng tự nhiên trùm khắp. Vì sao được như vậy? Vì trong Phật tánh là nhờ điện từ quang tự nhiên trùm khắp, nên những thứ trên noi theo mới đi được trùm khắp được. Xin nhắc nhở cụ, đây là chỗ cao tột của những người tu theo thiền tông nhà Phật. Nếu cụ có đại phúc nhận được chỗ này rồi, chúng tôi xin lưu ý cụ mấy điểm như sau. 1. Cố gắng nhớ kỹ lời Đức Lục Tổ dạy. Thấy ai có duyên lớn nên giúp họ nhận ra các tánh chân thật này. 2. Nếu cụ nói ra một hay hai câu mà người nghe lại nói đến năm hay bảy câu, cụ dừng nói ngay và tìm cách lánh xa. 3. Không đem sự hiểu biết của cụ công kích người khác. 4. Ít nói và sống với tâm thanh tịnh là tốt nhất. 5. Biết lỗi nơi mình, đừng biết lỗi của người khác là phải. Căn cứ vào nhân quả mà Đức Phật dạy nơi vật lý thế giới này, người hiểu đạo ít mà vi phạm về đạo lý quả báu không nhiều. Còn người hiểu đạo ở tầm mức cao thì nhân quả càng nặng nề hơn. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy, một người chửi Đức Phật tội không nặng bằng một người khinh chê người thực hiện lời Đức Phật dạy nơi pháp môn thanh tịnh thiền này. Ở thế giới này cũng vậy, người bị té cách mặt đất một thước nhẹ hơn người té trên cao 100 thước. Nghe xong, cụ Mạc Thiên Ánh rưng rưng nước mắt, hết sức vui mừng cảm ơn trưởng ban quản trị chùa.